con đắt để bố quay cho con nhé. Wow. Đáp xa vào, cũng đáp xa vào, cũng đáp mạnh vào, mạnh. Wow, đáp xa vào, con đáp cho liệng cho nó bay trên mặt nước đấy à? Ố, đáp nhẹ thế. Đây con nhìn thế này, con quay ra đây, con xe này à, được rồi, đáp. Wow. À. Wow. Ôi trời. Ôi trời. Nào đá tiếp đi. Nhìn cái gì đấy? Ô con chim nó ra kìa. Con chim nó ra, nó chuẩn bị ăn cắp gạch của cún kìa. Cắp sỏi của cún kìa, con chim bên cạnh kìa. Đuổi con chim đi. Bên cạnh kìa, chim đằng sau con kìa. Đằng sau con ấy. Đấy. Định lấy đúng rồi, đuổi nó đi. Úi trời, nó đuổi. Thôi được rồi, thôi kệ nó, đừng đáp nó con, kệ nó. Ừ thôi con chế đi, kệ nó, con đáp xuống nước được rồi. Wow. Đáp xuống nước, đáp xuống nước. Wow. Thôi được rồi, nó sợ con rồi, sợ cún rồi con. Wow. Đáp xa thế nhở, đáp xa ghê đấy. Wow. Ơ, đâu rồi? À đây à? Thế con vừa đáp con vừa đếm thế nào? 1, 2, 3. 1, 2. Úi dồi, đáp chim à? Chim nó tưởng đồ ăn này. Cún đáp sỏi mà chim nó tưởng đồ ăn, nó chạy ra nó đáp sỏi con ạ, nó đớp sỏi. Jason ơi, con đáp xuống nước đi con. Jason, đáp xuống nước được rồi con. Kệ, không không đáp người ta đâu, no. Ở đáp xuống nước được rồi. Wow. Jason, nhìn ai đấy, nhìn bạn à? À bạn của con hả? Đúng không? À chim hả? À không, thế cái gì? Bạn á? Thế đáp, thế đi về ra mẹ nhá. À người ta đuổi chim của con à? Không, nhưng mà người ta chưa chơi thì sao con? Đâu phải chim của cún đâu. Con đáp sỏi đi. Nó no, nó no, nó no, đáp xuống nước. Rồi. Đáp xuống nước con. Rồi. Thế con cười cho bố cái nào. Cười kiểu gì ấy. Ừ con đáp đi. Wow, chim nhiều thế nhỉ, nhiều chim thế nhỉ. Nhiều chim thế nhỉ. Wow. Park ở đây đẹp thế nhỉ. Ơi con nhầm, kiếm nhầm rồi, không có lông chim đâu. Ơi, ngã bây giờ. Đâu con. Úi dồi, ngã đấy. Cái lông chim con làm sao đáp được, nó bay làm sao đáp. Con đáp sỏi được rồi, đứng lên đây. Con lấy sỏi con đáp được rồi. Đây, con sỏi đáp đi. Nào, bố quay cho con nhá. Xem đáp cún đáp xa không nhá. Úi giời, đáp gần thế. Đáp gần thế. Trời. Đáp xa vào. Wow, ừ đúng rồi. Đáp mạnh vào.
Mạnh. Được đấy, lần này đã xa đấy. Mạnh. Wow. Mạnh nữa vào, lấy hết sức vào, mạnh, mạnh vào. Lấy đà. Trời. Sắp hết chưa? Lần này last one nhá. Đáp lần này thôi, đi tìm mẹ nhá. Hết chưa? Hết chưa con? Sợ vào cái gì rồi? Wow, thôi được rồi, đi. Hết chưa? Last one nhá. Ui già, đáp cả hai tay kìa, giỏi quá nhỉ. Thôi đi, nào. Hết rồi, hết rồi. Jason đi, đi ra tìm mẹ đi. Đi tìm mẹ nào. Đi. Ừ, thế đi. Thế con đuổi chim đi, con đuổi chim đi. À không, không, à, người ta đuổi chim của con hả? Con không cho người ta đuổi chim của con hả? Nhanh con ra đuổi chim đi. Con ra đuổi đi rồi về, nhanh. Jason. À, không, không, không.